Ở cái video trước thì mình đã đăng phần trước mình đã làm phần đăng ký, đăng nhập rồi check login các thứ. Thì ở cái video này mình sẽ show cái phần user vào trong admin để mình quản lý. Thì đầu tiên mình sẽ tạo một cái controller để hiển thị để xử lý nó. Controller admin này. Admin này. User controller này. Đấy. Tiếp theo nữa mình sẽ tạo view. Thì ở đây ở trong cái phần view trong admin, các bạn tạo tiếp cho mình một cái thư mục user và một file index tương tự như các phần khác. Đấy, các bạn copy phần keyword này sang file index ở trong keyword sang nhé. Đấy, sau đó các bạn sửa phần quản lý thành viên trở thành quản lý thành viên. Đấy, home user list. Đấy, sửa cái này thành user cho mình. Cái này mình sẽ không có phần thêm mới. Đây, mình tắt cái phần trang này. Đấy, ok. Tiếp theo là mình sẽ tạo router. Đấy, mình cũng copy cái attribute này lên được. Ở đây user thì nó sẽ có một cái get và một cái delete. Đó, có mình cũng để các bạn cũng để cái file edit cũng được. Hot tắt này. Mình sẽ tắt thằng create đi. Mình muốn tạo khởi tạo được, không tạo được. User đây mình rồi đây. Các bạn delete hết tất cả những cái đấy. Attribute thì cũng delete thành user. Ok rồi. Rồi hiển thị nó ở size 3. Để làm admin này. Đây. Giới thằng product đi. User. Đấy. Mình là có user khi kích vào hiển thị đúng không? Thì ở trong cái method này thì mình sẽ phải có gì? Có cái phần xử lý của nó. Thì ở đây. Index. View admin.user.index. Đấy. Tiếp theo là ở đây mình sẽ query user s bằng user và index cho 10 đi. Ok. View data. Mình hay đặt tên view data để mình biết được là cái view đấy sẽ cái biến đấy mình sẽ gửi sang lưu cái data để gửi sang view nhé. Mình hay đặt tên là view data. Chưa yêu cái user, chưa yêu cái model. Mọi người để ý mà nhìn phát mình họ đọc thấy lỗi luôn là gì nhá. Ở mà trong cái file index mình cũng sẽ show ra thôi. Nếu tồn tại user delete user có s này. Đấy, đây mình cũng mở này lên. Ở đây cũng là chỉ là user. User name, email, phone, đấy, name, email, phone, cái hot này mình bỏ đi, đấy, ok, vậy là mình đã hiển thị xong cái thời gian create này mình chưa hiển thị, thì ở trong cái hàm create, mọi người vào lại cái phần login register controller nhé. Regator controller ở đây thì mọi người add thêm cái column nữa cho mình. Data.create bằng carbon. Đây. Đó, thằng này.
Đấy, mình sẽ thêm cái thời gian người ta đăng ký. Khi mà dùng carbon thì mọi người nhớ yêu cái class, yêu cái namespace của nó. Mình sẽ phải yêu vào để tránh được hợp lỗi. Ok, thì ở cái tài khoản sau thì nó sẽ hiển thị. Mình cũng thử luôn này. Đăng ký fan 3.com. Ok. Đấy. Chris. À, điện thoại mình lại bị trùng. 991 đi. Đấy. Đấy, mình đã đăng ký thành công rồi. Trong admin mình sẽ hiển thị ra. Đấy, mình đã hiển thị xong cái phần admin, cái phần hiển thị. Ở đây mình luôn làm luôn tính năng delete. Nói chung là nó nhanh lắm. Product này. Và copy luôn bên này là nói chung mình lười viết này. User này. Đấy, cũng sửa lại user này. Nếu tồn tại user thì là delete. Đấy. Ok. Có chức năng cập nhật thì mình sẽ làm ở sau nhá. Đấy. Vậy là mình đã làm xong cái phần quản lý user.